Đang nuôi cá nữa cô. À. Ờ, ok. Nhớ là để mai sáng tính tên là mấy giờ nay quay đó. Không biết nữa. Thường thường mấy giờ quay? Thường thường là 6 giờ đi. 6 giờ quay rồi hả? Ờ. Giờ đó còn ngủ đúng không? Đó thì còn về. À, có vị khách từ Singapore. Rồi, giấy rồi, ok chưa? Vì khách từ Singapore nha. Việt Nam. Ok các bạn ạ. Yeah. Ok mà gọi là quyền quốc quốc. Việt Nam thấy lại. Ok. Mới hết sôi rồi, giờ lại hết bún bò nữa, chết luôn á Lâm. Hết sôi rồi hết bún bò nữa hả? À. Ôi, có sầu riêng ngon quá trời kìa. Trời ơi, rất là mỏng chứ dày đâu dày anh. Thái ngoài nó khô, thẳng nó mềm. Anh béo luôn.
không được sao không? Hả? Quay phim cua không được. Không sao phải. Ông lên chừng ông lên sóng nhiều lắm đó chứ. Ông lên đồ, ông kéo ra, kéo thời gian ra đó. Ông đòi tăng lương á, biết không anh? Đòi tăng lương, đang là ông cái đó, ông kéo ra để cho bà chủ nhìn cái tác kia mà. Cô không nổi hả? Cô không nổi kìa, nó không nổi kìa. Cái tăng lương thì nổi tăng lương, cái cho nó làm nhanh coi. Chưa cho ăn cái gì hết nữa. Em tôi biết đó có vài cờ, có cả tháng nay không cho nhỏ nó nhậu vậy. Chủ cả gì lạ vậy, đạn nó cười kìa. Rồi. Lâu lâu một tháng mới cho ăn nhậu 2-3 lần để cho có sức cái sức lực cái khui chứ. Đã chứ anh. Chưa. Nhìn là biết à, cái này nó con. Quá tải quá đất luôn mà lo vậy. Nó mua cái nó mua được. Lấy xe ông thầy ông tặng cho bốn ông tặng cho một tờ tờ trống một tờ hồ sơ ông nhắn tin ra ông nói 100.000 quá ngon lành luôn đúng không, quá ngon lành luôn. 17.000 em ơi. Chết xịt chứ. Mấy trái này bao nhiêu? 401 anh, giờ canh cơm nó chỉ còn 250 à. Đúng là 277 anh trời. 277. Thêm miếng nữa không? Đó. Hai ba trái nhỏ nhỏ là một cái. Xác sức là 110 luôn cộng. Trả lời đi. Thơm quá chịu không nổi luôn á. Ủa ơi. Đây ăn cái nào? Em có ghi chứ Thái? Ghi. Ăn ngon đấy. Cái nào ngon cái nào đó với em. Ghi. Giờ sao rồi? Đừng lấy trái bự quá. 4kg thôi à? Không, 2kg thôi. 3kg thôi. Cái này hàng miền Tây à. Cái hàng miền Tây á. Người ta phải công nhận bắt đầu rồi. Bốn trăm món cơ. Không, cái này bự lắm anh, có 3 người, 2 người ăn. Giờ nó nhỏ thì nó nhỏ quá, nó bự quá vậy á. Nhỏ thôi. Á. Ờ, cái đó thì 2 người ăn, cái này thì ăn hết. 2 chị. Rồi. Em thấy gác gì kìa kìa. Ổn không? Nó không cần mấy hả? Không chứ. À, sợ chị bị quỳ cái gì? Không có cái nào không? À. Này thấy rồi.
Thái về Thái luôn. Thái về Thái luôn. Một Thái luôn. Một cho bà chủ bà lão. Thái nhiêu? Đây 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 đây. Thái nó mắc ra đây. Không, chị em thấy thằng này đi. Cái này ngon đấy.